tay vô cái gì cho. Rồi rồi đi, có gì bữa nào rảnh ghé chơi. Rồi rồi bữa nào rảnh xuống. Thấy xe giống anh nè. Bữa nay anh đi với bạn hả? Đi với bạn như kia rồi. À, cho theo trải nghiệm nữa nha. Rồi bữa nào rảnh đi theo chơi. Con gặp chú con sẽ về nhà con coi liền. Rồi về nhà con. Tao nhớ rồi đó, khen cho tôi. Tao còn nhớ ông lắm, tôi cũng còn nhớ lâu lắm. Tao nhớ hứa hẹn sẽ là fan fan chung tình chung thủy của bạn. Ông là chung tình với chung thủy của mình á. Con nghĩ sao được vậy? Ai Giang? Giang, để tao được làm khách, để tao được làm khách của chú nào nè con. Chú tên gì chú? Xế này kỹ quá các bạn ơi, cắt miếng nào cũng thổi bụi chứ các bạn. Sáng giờ cắt hai miếng thổi bụi hai lần, nhưng còn cắt đâu nó không nha các bạn. Còn chuẩn bị máy xuống phà luôn các bạn ơi. Cái bãi quá hẹp luôn nha các bạn. Cái bãi này không biết ve lên hay là lên trên bờ rồi mới quay đầu nữa không biết. Tại vì nó quá hẹp. Rồi máy nó chuẩn bị chạy xuống phà các bạn. Rồi tài xế đang dọn chỗ nè, chuẩn bị cho máy xuống nha các bạn.
Thì lên nọ đâu đi. Rồi xong.